FastCare biết điện thoại là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Để đảm bảo chất lượng sử dụng, nếu có bất kỳ trường hợp nào hư hỏng điện thoại, hãy mang điện thoại của bạn đến với FastCare để sửa chữa kịp thời. Tại FastCare đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất. Và hi, xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại có đơn hàng thay mặt kính của chiếc điện thoại Oppo A9 2020. Sau khi mà bên mình đã tư vấn về mặt chi phí và khách đồng ý, thì bên mình sẽ tiến hành thay mặt kính của chiếc Oppo A9 2020 này ngay nhé. Đây là một phiên bản kế thừa của phiên bản Oppo A7 đã từng rất là hot trước đó. Với Oppo A9 2020 thì có khá là nhiều điểm cải tiến về màn hình, camera cũng như hiệu năng trải nghiệm. Chính vì cái con máy này hiện tại vẫn còn đang đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nên khách hàng chỉ cần thay cái phần mặt kính của em nó thôi là có thể tiếp tục sử dụng được rồi. Sau khi mà bên mình đã đặt máy lên bàn nhiệt thì bên mình sẽ tiến hành vệ sinh lại một lần nữa cái phần màn hình của chiếc máy. Sau khi mà đã tách kính xong thì chúng ta sẽ phải vệ sinh lại một lần nữa, cũng như là ép cho em nó một lớp kính mới như các bạn đã thấy trên video. Việc ép kính thì cũng có một vài bạn hỏi mình rằng là có phải là ép trên cái phần mặt kính bị nứt vỡ cũ hay không, thì mình xin trả lời là không phải đâu nha các bạn. Chúng ta sẽ ép một cái phần mặt kính mới lên cái phần màn hình này, sau đó thì chỉ việc sử dụng như bình thường thôi. Vì bây giờ ấy, các hãng sản xuất hiện tại họ đã làm cái tấm panel màn hình nó rất là mỏng rồi, và nó tích hợp đầy đủ những cái chức năng trên đó. Ngày xưa thì mình còn nhớ là cái phần mặt kính ấy thì sẽ là tích hợp luôn cảm ứng trên cái phần mặt kính đó. Nhưng hiện tại thì mặt kính chỉ đơn giản là một cái mặt kính thôi, chúng ta có thể hoàn toàn thay thế. Tới đây thì bạn kỹ thuật viên bên FastCare cũng đã tiến hành gần xong việc thay mặt kính của chiếc Oppo A9 này rồi. Và thực sự thì với những cái bước cơ bản như vậy thôi, tuy nhiên thì nếu mà các bạn không có quá nhiều máy móc này và các bạn không có linh kiện thì cứ ghé qua cửa hàng của FastCare để làm cho nhanh nhé. Sau khi mà bên mình đã dán tem bảo hành, vệ sinh lại một lần nữa cái phần khung viền của chiếc máy là có thể trao trả lại máy cho khách hàng rồi. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của FastCare nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.